điều máy bay lên kìa. Trước mình chậm luôn. Con hàng rất trước hả? À. Cũng lên bò của coi pin thả hàng nhiều à. Máy bay của nó kìa. Con này mấy? Con này máy bay hay gì Vương? Ô pin. Nhiều máy bay. Này trẻ quá tên đây. Pin cái đó gọi là máy bay hay pin? Đúng rồi. Lên luôn quay ơi. Quay ơi. Lên luôn. Thôi nhiều máy bay lên đi kìa. Rồi con diều của anh Phương nó bị con bọ gùa nó bị dướng xoay rồi mọi người ơi. Dướng quá trời luôn rồi, gói luôn rồi. Chung với con hẹt. Bác. Bác, con ba bỏ luôn à. Quá trời nhiều luôn. Có bọc cát nha, bọc cát là người ta bắt là bỏ dưới luôn á. Dướng với con diều này hả anh? Con kia xuống chưa? Dướng nguyên chậm luôn hả? Chết chè. Dướng nguyên chậm luôn. Con hạt rớt trước hả? Quá trời con hạt đẹp. Hát làm gì vậy? Hát có nhiều bọ ngựa bị dướng rồi mọi người ơi. Bọ gùa. Ủa cái con màu tím nó sao đậm, có hai cái gâu nó dài đậm á anh Phương. Hả? Thác không có dọc cát nè. Thác. Ê dây của người ta nó kia đừng có lấy, người ta quýnh chết. Trời ơi con bọ gùa kìa. Con màu đỏ với con màu tím. Cái chiều người ta tập trung xuống đây khỏi coi đông ghê luôn. Trời ơi. Kìa con cá mập nó bị đứt. Cá heo kìa. Cá heo bị đứt đuôi rồi kìa. Cố lên. Bé ơi cố lên. Quá trời diều luôn buổi chiều. Một bầu trời diều. Kìa con cá heo lên rồi kìa. Đó rồi nó gớt rồi kìa. Kìa con cá mập kìa. Thôi con cò lên rồi kìa anh Phương. Cò bay lả bay la. Kìa bên bển có con rắn nữa kìa. Thả tiếp con này luôn hả? Đây con bò gù của anh Phương.
mới vừa mua. Cố lên bò rùa ơi, lên này kìa. Nặng á anh Phương. Lên rồi kìa.